Thưa quý vị, dự báo chiều tối nay, bão số 6 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển, sau đó đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Vào thời điểm bão đổ bộ, trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Gia Lai, Đắk Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 đến 2,5 mét. So với dự báo ban đầu, bão số 6 đã suy yếu, nhưng trên tinh thần không chủ quan và nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do bão gây ra. Đến thời điểm này, các địa phương vùng bão ảnh hưởng đã sẵn sàng các phương án ứng phó. Có mặt tại tỉnh Bình Định, tâm điểm bão đổ bộ để chỉ đạo công tác ứng phó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã khảo sát kè biển Nhân Hải, nằm ở xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn. Đây là đoạn kè đã bị sóng biển đánh sập trong cơn bão số 5, cuốn trôi 14 nhà dân và uy hiếp hàng trăm hộ khác. Phó Thủ tướng chia sẻ những mất mát của người dân chịu thiệt hại do mưa bão, đồng thời mong bà con vượt qua khó khăn, tập trung khắc phục hậu quả. Phó Thủ tướng đề nghị bà con nhân dân tập trung nguồn lực để ứng phó với bão số 6, chính quyền địa phương tập trung lực lượng giúp dân ứng phó với bão. Ở ngoài biển thì tất cả những khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè mà người dân thì yêu cầu phải sơ tán, không được ở ngoài chòi canh mà sẽ nguy hiểm, nếu không phải cưỡng chế. Thế còn trong đất liền thì phải sơ tán người dân khỏi những nơi nguy hiểm, những cái ngôi nhà mà không đủ an toàn là phải sơ tán. Rồi những khu mà ngập nước, mà khu dễ sạt lở đất thì đều phải sơ tán. Vấn đề nữa thì phải đảm bảo an toàn cho các công trình, tập trung quyết liệt trong đêm nay, ngày mai, để khi cơn bão vào là chúng ta chủ động, không để bị động bất ngờ mà gây ra những tình trạng thiệt hại. Đặc biệt là phải bảo vệ cái tính mạng của người dân là số 1. Kiểm tra công tác ứng phó bão số 6 tại cảng Quy Nhơn, nơi có đến 33 tàu tải trọng lớn làm hàng cũng như vào khu vực tránh trú. Phó Thủ tướng lưu ý phải tập trung đưa các tàu vào nơi an toàn, tránh trường hợp thiệt hại như cơn bão năm 2017. Phó Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải điều 2 tàu xa hỗ trợ Bình Định sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Tỉnh Bình Định đã huy động hơn 1.300 người hỗ trợ nhân dân phòng chống bão, gia cố đê kè, di dời dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã đến kiểm tra tại tuyến kè biển Phổ Thạch và cảng neo trú Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ. Đây là những khu vực có sóng lớn, nguy cơ xâm thực tấn công vào các khu dân cư ven biển. Từ trưa hôm qua, gần 500 tàu thuyền đã neo trú an toàn, lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân đã được di chuyển đến vị trí ít ảnh hưởng. Đánh giá chung thì công tác ứng phó chung của Quảng Ngãi đến giờ phút này thì tất cả các mặt đã, đang và diễn ra rất là tích cực, rất là chủ động. Tuy nhiên chúng tôi xin nhắc lại, đây là một cơn bão có cường độ rất lớn, không chủ quan, phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tổng giả soát tất cả các phương án. Bên cạnh đó chúng tôi rất hoan nghênh là cái lực lượng quân khu 5, để rồi là lực lượng quốc phòng trú chân trên địa bàn đã phối hợp rất tích cực với tỉnh Quảng Ngãi để chuẩn bị sẵn cái lực lượng với một phương châm bốn tại chỗ. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 190 tàu thuyền với gần 3.000 lao động đánh bắt trên các vùng biển. Tỉnh đã liên lạc với 100% tàu thuyền và hướng dẫn tìm nơi neo trú an toàn. Đồng thời, lên phương án giúp dân chèn chống nhà cửa, di dời trong tình huống khẩn cấp. Trong ngày hôm nay, các lực lượng xung kích của tỉnh Quảng Ngãi ứng trực tại các vùng trũng nguy hiểm để bảo vệ người dân, đồng thời triển khai các biện pháp để phòng chống lụt và sạt lở miền núi sau khi bão đi qua.